Em chào các bác, trong lô hôm nay thì em giới thiệu các bác riêng một chiếc âm ly rất là chất lượng của Victor. Đấy, cái hãng Victor thì nó là JBC của Nhật. Victor thì nó về Việt Nam thì thứ nhất là nó cũng không nhiều. Cái thứ hai nữa là cái thương hiệu này thì anh em nào mà ở thế hệ 7X, 6X thì đấy là những cái thập niên khoảng 90, thì chủ yếu là anh em rất là thích những cái dòng TV của JBC. Nói này là những bác mà những thế hệ đấy là nói sẽ biết ngay những cái dòng TV JBC mà nó hay ghi ở cái band mở mặt là 17 system ấy. Đấy, 17 hệ đấy là JBC. Thì bản chất của JBC đó là Victor, khi xuất đi thị trường các nước thì nó đặt tên là JBC. Đấy, còn ở nội địa Nhật thì người ta dùng thương hiệu là Victor. Hôm nay em giới thiệu các bác con Victor Z911 nhé. Đấy, con này hôm nay em sẽ cho nó đánh với một cặp loa Mỹ. Tại sao mà em lại phù ghép cái kiểu như thế này? Bởi vì em muốn cho các bác thấy là đây là một con âm ly rất là hay. Đấy, Z911 này các bác nhìn nhé. Nó hay, nó rất là hay luôn. Nhưng mà lại vì cái tên, vì cái tên nó không được thương hiệu như Pioneer, đàn ông. Đấy, do đó thì cái số phận về cái giá trị của nó, giá trị của nó rất là rẻ. Đấy, thì cái con này nó sẽ phục vụ cho các bác nào mà không nặng về cái vấn đề hình thức. Đây nhá, cái cặp em ghép là cặp 5 này 1C2. Cặp bô này thì nó rất là phổ thông rồi. Nó là dòng đặc trưng của những cái dòng loa Mỹ rồi. Em phối này để các bác thấy được cái chất âm của con Victor này đánh. Mà hay hơn nữa là gì? Hay nữa là em kết hợp thêm vang để các bác thấy nhé. Lực nó tốt, tiếng nó hay mà nó hát cũng rất là ổn luôn. Z911 200W. Con này nó là hàng thuần điện 100V. Công suất tiêu thụ là 200W. Và em lưu ý các bác là nếu các bác nào mà thích chất âm nó mộc mạc chi tiết mà lại vẫn lực thì nên lựa chọn con này. Và thêm một cái nữa, yếu tố nữa là không nặng về cái yếu tố thương hiệu. Đấy, thì chơi con này kết hợp con này các em nhé. Đấy, con này thì khi mà kết hợp với vang thì nó tạo một cái lực rất là tốt. Nó lực nó tốt như một đầy. Con này trông thế thôi nhưng dòng Z thì nó là hàng to nhất đấy. Các bác biết rồi, nó có Z511, Z711. Đấy, con này là Z911. Bây giờ em sẽ test thử cho các bác nghe. Đấy, các bác nào có loa Mỹ thì lưu ý con này.